Bình thường em sẽ làm cái gì? Em thì thích nấu ăn thì em sẽ nấu cho anh ăn. Thích nấu ăn hả? Ừ. Thì không hay là thể hiện? No, em thích nấu ăn nhưng mà em ghét rửa chén. Ok vậy. Vậy giờ nấu thích ăn. Bày ra nấu nhưng mà thích có một người phụ mình giận. Ok, anh cũng thích vậy, cũng thích rửa chén. Nhưng mà cùng nấu ăn vui mà đúng cùng không? Cùng nấu ăn cũng vui. Cũng nấu là ăn một hoạt động vui mà. Không à, anh rửa chén cũng được. Ừ. Bây giờ hỏi, giờ hỏi nghiêm túc nha. Giờ em chơi với anh cũng lâu rồi đúng không? Xong rồi em nghĩ là nếu mà yêu một người như anh thì em sẽ cảm giác như thế nào? Cũng nói thật nha, nói thật lòng nha, cảm nhận. Chưa có quen ai trong nghệ thuật có hiểu. À, chưa có quen ai trong nghệ thuật. Anh có quen nghệ thuật rồi đúng không? Hồi trước giờ quen mấy người á, để ý mấy người toàn là ở trong nghệ thuật. Tại vì thích người đẹp. Yêu cái đẹp. Yêu cái đẹp đúng không? Yêu cái đẹp đúng không? Yêu cái đẹp, thích cái đẹp. Tại người thuộc ai cũng yêu cái đẹp mà. Thì bởi vậy, mà... tức là thật ra là tại vì anh thích một cái người con gái là biết quan tâm nè, chăm sóc bản thân của mình á, tức là tự biết chăm sóc bản thân của mình thì anh thích kiểu vậy. Em hay bị đa nghi. Em hay bị đa nghi. Như em phải nhìn thấy ở ngoài anh vậy nhưng mà khi mà trong chuyện tình cảm thì lại khác. Thì mình cứ tới đâu hay đó. Em thấy cũng thực tế mà. Thì cái đây cũng hoàn cảnh trường hợp khác mấy người khác mà. Đây khác là không biết nhau hay gì đó. Mình thì biết trước rồi. Cơm cho anh ăn. Qua chương trình này thì Huy mới có cơ hội được đến nhà Tường Linh mà bữa nay được Tường Linh nấu cơm nữa. Vợ tương lai. Tên welcome. Đây. Căn nhà màu xanh lá. Toàn bộ là xanh 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 xanh. Vì em mạng hỏa. Hỏa em để màu xanh hả? Hỏa màu xanh lá là tương sinh. Thì bây giờ sẽ thử đi ha. Biết lựa không? Lựa tiếp mà. Lựa củ, anh thấy là lựa củ nhỏ thì nó mới ngon đúng không? Lựa củ bự nó già đúng không? Củ nhỏ thì... Lát về anh sẽ phụ em gọt cái này. Ủa nhưng mà gà, nhưng mà cơm gà mua này chi? Từ từ sẽ biết là súp mà. Tôi lên mua rau củ thì chỉ mua có một ít thôi, nhưng mà mua gà thì mua 3 hộp. Ăn gà không mập nè. Mà lại tốt nữa. Tỏi không? Có, tỏi, chanh, ớt. Mua nhiều quá vậy? Ở đây chỉ có một size thôi. Siêu thị là phải mua nhiều như vậy. Mà tỏi to thì về lột mới dễ không? Rồi lấy lại đi. Chứ tỏi nhỏ lột khó lắm. Rồi. Đây, rồi. Đã có nguyên liệu. Bây giờ anh phụ em được gì không? Có. Anh phụ gì thì em sẽ nói với em sẽ luộc gà trước nha. Giờ em bắt gà trước. Bây giờ chương trình yêu cầu là hai đứa mình sắp là hả? Sắp là vợ chồng sắp cưới rồi. Phải đặt cho mình một cái biệt hiệu gì đó đáng yêu dễ thương để gọi trong chương trình. Em tên là Thỏ Trắng luôn. Em tên là Thỏ Trắng luôn. Gì? Hôm bữa là em nói em mời anh với mọi người ekip đúng không? Rồi, mời mọi người qua nhà ăn cơm. Cơm gà. Anh tưởng là em giỡn không à. Anh không tin luôn. Không ngờ luôn. Bữa nay biết nấu. Để coi, để lát nữa thưởng thức cái món cơm gà của Tường Linh. Vợ tương lai của tôi nấu. Phải chừng mê nha anh. Ăn ngon rồi mê luôn hả? Ừ. Có không? Trời ơi. Tức là tung tóe hết chỗ này rồi. Quá khủng khiếp. Cứu hộ giá đuôi ra đuôi ơi. Bác thợ săn hộ giá. Anh đổ ra giùm em rồi, nặng quá à. Trời sao nấu nhiều cơm vậy? Thì em không biết, sợ nhiều người ăn. Vui hơn chút mà. Trời ơi, sao em làm sao em thể hiện cái gì mà nó văng tung té hết trơn vậy hả Linh? Không phải, nãy nó bị tung té ra. Hơi cay á mà... Nhưng mà đồ cái điều kia vừa đúng không? Đâu á. Mà sao nước mắm nó kẹo dữ vậy? Nước mắm kẹo là nước mắm đặc sản. Nó phải kẹo, còn không kẹo thì nó là sai. Như thêm miếng chanh nữa đi.
mình xong rồi mình phải dọn luôn cho nó đỡ gọn gọn nè. Giờ làm cái gì? Bây giờ nhảy sexy khi nào mà em cảm thấy cái okay. Gì anh nhảy sexy hả? Khi nào em cảm thấy ok được rồi á thì mới hết hình phạt, tại vì nãy giờ anh đọc sai tên. Em tên là Thỏ Trắng đúng không? Em tên là Thỏ Trắng đúng không? Gì? Nhảy sexy hả? Nhảy sexy. Sao? Nhảy sexy trong bếp. Trời ơi ghê quá. Cái này là nhảy không điên mà chưa sexy, chưa được, chưa được. Rồi trời ơi, trời ơi, dẻo vậy. Bữa nay em thấy chồng em sexy. Ờ không. sao em lạnh lùng quá vậy hả? Hả? Giống con gái quá trời. Trời ơi, quá nhạt nhẽo luôn trời. Hai đứa quá trời nhạt nhẽo luôn. Này nếm chưa? Rồi. Thì em cũng hoang mời bạn tới nhà ăn cơm. Thì hôm nay em cũng tạo bất ngờ cho anh cũng như bạn em. Hèn chi. Em chỉ mời đó. Nãy giờ là phần. Anh tưởng đâu là 4 phần này là anh với em với hai anh quay phim. Cơm gà mua này kia. Từ từ sẽ biết đây là súp mà. Từ lên mua rau củ thì chỉ mua có một ít thôi, nhưng mà mua gà thì mua 3 hộp. Đó. Hai người bạn thân đó thôi của em, như là nhưng em, mà anh biết không? Em trai cũng như là anh trai. Có một người anh sẽ biết là rất là bất ngờ. Thế anh Huy cũng những các cái điểm giống mình, như là nói nhiều nè, nói vui nè. Bởi vì Linh thì không thích một người quá nghiêm túc. Lúc trước thì bạn bè với nhau thôi, không biết. Bây giờ thử là người yêu của nhau 24 giờ thì Linh thấy anh Huy rất là chăm sóc và để ý, cũng như là ga lăng tỉ mỉ với bạn gái. Theo Huy nghĩ thì chắc là nếu mà mình sẽ tiếp tục ở bên nhau và có những cử chỉ thân thiết và mình tập trung hơn với nhau và mình để ý với nhau hơn thì chắc chắn là cảm xúc của nó sẽ đi lên, vì con người mà ai cũng sẽ có một cảm xúc nhất định. Mời, mời mọi người ngồi. Cơm gà em nói trong vòng 45 phút thì như đây là chương trình 24 để yêu không. Thì hôm nay chị này mình được lên đi bây giờ. Chị sẽ yêu thử một người mình biết đâu yêu luôn, đúng không? Thì chị muốn mời mọi người qua để ăn cùng, xem thử bạn nó có hợp với chị không. Rồi thưởng thức mấy món ăn cùng với chị, hiểu không? Như bình thường thôi, thoải mái đi, trời ơi, thoải mái. Yêu luôn nha, như vậy. Yêu luôn nha. Nhưng mà mong bà ba, không là ai cũng được không? Thôi thôi. Thì bây giờ, nhưng mà em có nghĩ là ai không? Người ta sẽ là trong showbiz. Không nghĩ được ta chứ quá trời nhiều người sao? Không, em chỉ nghĩ được ai. Người đó người như thế nào? Gợi ý đúng không? Gợi ý, để ý. Thì đẹp trai, là trong showbiz. Biết cao ráo thì người mẫu diễn viên, người mẫu diễn viên và một người rất là quen thuộc trong đời sống của mọi người. Thỏ à, tính cách sao? Có ổn định cái bình thường như em không? Giống em. Tính cách cũng hơi nhây không? Thì nhây thì mới hợp. Lầy lội đức hả? Lầy lội đức hả? Nhưng mà ông Phạm á ơi, hỏi đại đi. Em nói là giờ mọi người nha, làm một chút nha. Em sẽ dắt như thế hiểu. Hồi hộp không? Hồi sáng chị muốn... Ủa là em cũng không biết luôn. Không biết luôn. Rồi nha, 1, 2, 3. Tin tin. Thì vẫn đùa giỡn với nhau, vẫn như hai đứa bây giờ vẫn hay, tụi em là hai đứa rất là thích giỡn, cũng thích lầy lội dễ thương nên cũng hay giỡn với nhau. Thì khi mà vào chương trình thì tụi em biết là phải nghiêm túc, nhưng mà thực sự tụi em cũng không thể nào lừa dối cảm xúc của bản thân, lừa dối tất cả các quý vị khán giả được. Cho nên tụi em vẫn giữ một cái nick riêng của cả hai. Và thay vào đó là tụi em có đang nghĩ nhau không còn là hai người bạn nữa mà trở thành những người yêu thật sự. Thì những cái hình, cái cử chỉ cùng nhau nấu ăn hay đi chơi với nhau thân thiết, đi chơi riêng. Tại vì đây cũng là lần đầu tiên em với anh Huy đi chơi riêng với nhau á, nên là cũng có nhiều cái khác nhau như trước lắm. Tức là nó không còn là hai người bạn giống như trước nữa.
Thật ra thì trong cái quá trình mà hai đứa giỡn với nhau rồi Linh thì Linh Thi gọi Huy là chị ấy, thì thực ra là chơi chung một nhóm bạn, thì có những cái người giống như Linh có chia sẻ là có một cái nhóm bạn là chuyên làm về cái cúp này nọ, rồi những người học sau hậu trường đó thì thuộc LGBT, thì đó cũng là những người bạn của Huy, thì mọi người hay cũng chọc, tại Huy cũng là người lớn hơn, mấy người đó hay kêu là chị, chọc giỡn kêu chị, thì Linh cũng lấy cái đó ra để chọc ghẹo Huy kêu là chị, cho nên là ngày hôm nay tham gia chương trình nên kêu là chị vậy thôi, đơn giản vậy thôi.